Hello, chào các bác quay trở lại với kênh Di Động MV. Hôm nay thì là ngày 30 tháng 8 năm 2022. Thì chúc các bác một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc các bác nhé. Thì nhân dịp mùng 2 tháng 9 sắp tới thì cửa hàng em đã về được một số ít những cái điện thoại mà giá rẻ chính hãng để phục vụ đến tay các cái bác mà cần những cái hàng tầm thấp. Thì hôm nay em sẽ lên video rất là nhiều những cái máy điện thoại mà nhà em mới về hàng tầm thấp cho các bác để các bác dễ dàng lựa chọn nhá. Giá cực kỳ là rẻ và êm luôn. Bác nào mà lần đầu tiên biết đến kênh của em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để hàng ngày em sẽ up những cái video mới lên. Các bác có thể xem đầu tiên những cái cây nào thanh lý giá rẻ phù hợp thì các bác có thể đặt hàng bên em. Hình thức mua hàng thì cũng như thường lệ thôi. Bác nào ở Hà Nội thì qua trực tiếp cửa hàng em để xem máy qua địa chỉ 111 Triều Khúc này. Còn nếu bác nào xa thì các bác cọc trước cho bên em 1 cho đến 200.000. Sau đó nhắn em địa chỉ, số điện thoại, tên, em sẽ ship cho các bác đến tận nơi luôn. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như mô tả trên video thì các bác thanh toán nha các bác nhá. Thì hôm nay thì em đã giới thiệu đến các bác những cái cây thanh lý giá rẻ này của cửa hàng em. Đầu tiên em sẽ giới thiệu về những cái dòng Android, sau đó em sẽ giới thiệu về những cái dòng iPhone các bác nhá. iPhone thì nhà em bán cho các bác gần hết rồi, chứ hiện tại chỉ còn một ít thôi. Thế này em chủ yếu em giới thiệu các cái dòng Android là chính. Đây đầu tiên em giới thiệu những cây giá rẻ trước. Em có một cây 6 Plus 16GB, cây này thanh lý 1.2 triệu này, iPhone 6 Plus bản quốc tế 16GB. Máy này thì tất cả mọi chức năng là ok. iPhone 6 Plus này màn hình nó bị một chấm như này, thế nên em thanh lý giá rẻ 1.2 triệu các bác nhá. Không ảnh hưởng gì đến chất lượng máy hết, các bác dùng bình thường, camera các kiểu ngon lành. Đấy là bị một chấm đen trên màn hình như thế thôi, không ảnh hưởng gì, các bác dùng ngon lành hết các bác nhá. Vào mạng vào mẹo nói chung là ok hết. Cái này bản quốc tế 16GB thì em thanh lý cho các bác là 1.200.000 nha các bác nhá. Hình thức thì cũng rất là đẹp này. Hình thức cây này cũng rất là đẹp. iPhone 6 Plus. Đây, cây này thanh lý 1.2 triệu. Tiếp theo thì em những cái cây giá rẻ này thì em quay cũng khá là nhanh để cho các bác dễ dàng lựa chọn nha các bác nhá. Tiếp theo thì em quay cho các bác một cây là Samsung J8. Mã RAM cây này là 3GB và bộ nhớ trong là 32GB nhá. Hình thức cây này đây. Hình thức cũng rất là mới, hình thức thì máy được tầm 95%. Samsung J8 thì được trang bị cấu hình là RAM 3GB và bộ nhớ trong nó của nó là 32GB. Máy thì máy 2 SIM 2 sóng đầy đủ hết. Đây, cây này thì 3GB RAM này. Đây 2 SIM 2 sóng nhá, Samsung J8. RAM 3GB và bộ nhớ trong của nó là 3/32 các bác nhá. Đấy, cây này hiện tại thì cửa hàng em thanh lý cho các bác là 1.200.000. Đấy, cam trước cũng rất là ok này. Cam sau này cực kỳ là led luôn nhé các bác nhá. Cam sau Samsung J8 2 SIM 2 sóng đầy đủ hết. Cây này em thanh lý là 1.2 triệu nhé các bác nhá. RAM 3/32GB, nói chung là dùng rất là ok, rất là mượt. Các bác về dùng nghe gọi hoặc là vào mạng lướt web rất ok. Phân khúc giá chỉ có hơn 1 triệu thôi. Tiếp theo thì em đã giới thiệu đến các bác một cây là cây Xiaomi. Cây này là cây Mi A1 các bác nhá. Mi A1 chắc nhiều bác cũng biết cây này. Cây này cấu hình của nó là RAM 4/32GB, màn thì 5.5 inch. Đấy, cây này RAM 4/32 các bác nhá. Kích thước màn hình là 5.5 inch, nó bằng con hết con iPhone 7 Plus với 8 Plus luôn. Đấy, cái cây này cho nó thiết kế của nó lại giống rất giống cái con 7 Plus 8 Plus nhá các bác nhá. Cái thiết kế nó nhái cái con 7 Plus đây này, từ cái cụm camera nó thêm mỗi cái flash mấy cái vân tay này rồi, còn từ cái cụm camera rất giống này. Đấy, cái giải anten cũng làm rất giống luôn, nó học theo cái phong cách thiết kế của cái thằng 8 Plus 7 Plus. Đấy, cây này thì Xiaomi A1. Xiaomi A1 này thì RAM của nó là RAM, đây em sẽ vào cái mục thông tin điện thoại cho các bác xem. Xiaomi A1 này thì RAM 4GB nhá các bác nhá. Và bộ nhớ trong là 32GB. Nói chung cây này thì các bác dùng để lướt web các kiểu rất là ngon. Mi A1 này chạy con zoom thuần Google cực kỳ là mượt luôn các bác nhá. Đây này, cam trước này. Cây này thì em thanh lý là 1.550.000. Đấy, giá cực kỳ là hợp lý cho các bác nhân dịp mùng 2 tháng 9 nha các bác nhá. 1.550.000. Tiếp theo thì em có một cây Huawei Y9 đời 2019 này. Cái này thì màn của nó tầm 6.5 inch, 2 SIM 2 sóng. Cái cây Xiaomi A1 này cũng là máy 2 SIM hết các bác nhá. Máy 2 SIM hết. Đấy. Tiếp theo thì cây Huawei Y9 đời 2019 Huawei. Đây cái hãng Huawei này các bác này. Hãng Huawei là một trong những hãng rất là nổi tiếng. Nếu mà nó không bị Google cấm thì cái cây này chính là cái cây mà cái dòng Huawei này nó sẽ vượt mặt Samsung luôn về cái gọi là chất lượng máy nha các bác nhá. Đến thời điểm này chất lượng máy rất là ok, chỉ nó không có Google thôi. Nhưng mà những cái dòng này của em đầy đủ Safe Play, nó là dòng quốc tế, không có Google, chỉ là những cái dòng mới ra bây giờ thôi các bác nhá.
cây Huawei đời 2019. Cây này thì được trang bị cấu hình là RAM 4GB này và bộ nhớ trong là 64GB các bác nhá. Hai SIM hai sóng đầy đủ hết, camera các kiểu ngoan này. Cây này thì em thanh lý là 1.700.000. 1.700.000 cây Huawei i9 đời 2019. Tất cả những cái máy em thanh lý hôm nay giá rất là êm. Đấy, 1.700.000 cho một cây hai SIM hai sóng đầy đủ hết các bác nhá. Bác nào mà tầm tiền vừa phải mà phân khúc mà dưới 3 triệu thì hôm nay nhà em rất là nhiều máy luôn. Và ở clip tới thì em sẽ về cái dòng điện thoại A90 nha các bác nhá. A90 thì ở clip trước thì em có clip 1-2 clip trước thì em về rất là nhiều luôn, về đến tầm mười mấy cây cơ, nhưng mà các bác bốc nhanh quá nên là hiện tại thì không còn một cây nào luôn ở cửa hàng các bác nhá. Nhưng mà ở clip tới và ngày kia thì em sẽ có về hàng A90 rất là nhiều. Nên bác nào chưa đăng ký kênh, các bác bấm vào đăng ký kênh để theo dõi cửa hàng em, những cái cây máy em về em thanh lý các bác nhá. Tiếp theo thì em có một cây là cây Realme này, Realme. Hãng này là hãng của Oppo các bác nhá. Nghĩa là cùng hãng với Oppo. Realme với Oppo đó là gọi là như kiểu hai công ty bố với con ấy. Đấy, cây này là cây Realme Q2 5G. Realme Q2 5G nha các bác nhá. Cây này thì chỉ có RAM của nó là 4GB và bộ nhớ trong là 128GB này. Mà máy thì là zin đét đẹp luôn. Cây này thì gọi là máy ngon, hình thức xem nào. Hình thức được tầm 97%, 95-97% nha các bác nhá. Realme Q2 5G, cây này nếu mà có 5G thì nó sẽ hỗ trợ 5G tại Việt Nam. Các bác có thể dùng được 5G nha các bác nhá. Mạng Việt Nam thì 5G hiện tại thì nó chưa phổ cập. Nhưng mà chắc chỉ trong vòng 1 năm hoặc là nửa năm nữa là mạng 5G phổ cập thì các bác sẽ dùng được 5G. Cây này trông màu xanh nhìn rất là đẹp mắt luôn. Realme Q2 Pro RAM 4/128GB. Cây này thì cấu hình của nó rất là ok. Dùng gọi là với trong cái tầm tiền là rất là ok rồi. Đấy, RAM 4/128GB, màn hình thì là màn to, hai SIM hai sóng, camera đằng trước này nó như thế này. Đấy, hai SIM hai sóng đầy đủ hết các bác nhá. Hiện tại thì đây hai SIM hai sóng. Hiện tại thì cây này em thanh lý là 2.600.000 nha các bác nhá. 2.600.000 camera này đấy, LED chưa? Camera 2x này. Đấy, zoom lên tận 5x luôn, cam trước. Cây này em thanh lý là 2.600.000, tặng đầy đủ cho các bác sạc cáp, dán màn hình. Sạc cáp dán màn hình thôi. Đấy, phí ship thì cửa hàng em đồng giá là 30.000 tiền ship nha các bác nhá. 30.000 tiền ship. Đấy, phí đồng giá 30.000 tiền ship tất cả mọi máy. Đấy, bình thường khai giá đi thì nó giá nó gần 100.000, nhưng mà thôi thì em lấy đồng giá 30.000 tiền ship, các bác không chỉ chịu 30.000 thôi, còn lại bao nhiêu là cửa hàng em chịu hết. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác cây Soli. Cây này thì em đánh giá cũng rất là hay, giá nó rất là rẻ thôi. Cây này Soli XA1 Ultra. Cây này không hiểu sao là rất nhiều bác hỏi nhưng mà lại toàn những cái bác lại không có tài khoản để cọc. Đấy, thế nên em chưa gửi được. Cây này thì Soli XA1 Ultra nha các bác nhá. Thường thì mấy cái cây xấu này hay các cái bác mà được đứng tuổi các bác hay mua. Các bác mua về các bác chỉ dán một cái miếng dán khoảng 30.000 cái là cái lưng này là ngon luôn các bác nhá. Dán miếng PPF mà màu đen chẳng hạn ấy thì là máy này sẽ là ngon, hoặc là màu trắng hay màu xanh gì đấy thì là ngon luôn. 30.000 là xong. Cây này thì hình thức nó xấu nên em thanh lý rẻ, cấu hình rất là cao nha các bác nhá. RAM cây này là 4GB và bộ nhớ trong là 32GB, dùng rất là mượt luôn. Đây em sẽ vào các cái ứng dụng để cho các bác xem này. Đấy, YouTube các kiểu cho các bác xem nhá. Là tại sao mà cái cây này nó rất là hợp lý. Đấy, xem phim rất là sướng luôn mà cực kỳ là nhanh, pin bền. Đấy. Màn LED chưa các bác? Đấy, em phải tắt đi không nó dính bản quyền nha các bác nhá. Đây, lướt rất là mượt này. Đấy, lướt rất là mượt. Cây này thì Soli XA1 Ultra RAM 4/32GB, em thanh lý 900.000. Bác nào yêu thích thì các bác gọi điện cho em qua cái số điện thoại hotline em để trên màn hình đây để đặt hàng các bác nhá. Các bác ở xa thì các bác phải cọc trước cho bên em tiền thì em mới ship được. Nếu không cọc được thì em không ship đâu các bác nhá. Để tránh cái trường hợp đặt đơn ảo, đặt lung tung cho nó vui mồm thì là em phải bắt cọc thì em mới ship được. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây là cây Samsung S8 thanh lý giá rẻ này. Cây này hình thức rất là xấu, đấy, viền xấu nhé các bác nhá. Cây này thì em thanh lý giá cực kỳ êm luôn. S8 này, S8 là một trong những cái flagship mà cực kỳ nổi tiếng cái thời năm 2018.
năm 2018 hay là 2019 là cái loại S8 này cực kỳ là hot luôn và đắt nha các anh em. Hiện tại thì bây giờ thì gọi là giá gọi là rẻ rồi. Cây này thì màn nó ám nhẹ một tí. Đây ám nhẹ một tí đây em sẽ để về sáng cho các bác xem, hơi ám hồng một tí thôi các bác nhá. Đây này các bác nhìn kỹ thì thấy. Đây. Nói chung là ám nhưng mà ám rất là nhẹ đây, nó phân rất là nhẹ này. Dùng thì các bác cứ dùng thoải mái vài năm nữa chưa chắc đã hỏng. Tầm đôi ba năm nữa luôn các bác nhá. Mà giá thì gọi là cực kỳ là êm. Cây này em thanh lý là 1.500.000. 1.500.000 cây Samsung S8. Đấy, máy thì ok đây, chất lượng thì máy rất là mượt, camera thì gọi là siêu LED rồi. Đấy, camera siêu LED rồi nha các bác nhá. Camera góc rộng này, cam trước này. Đấy, camera các bác có thể để về cái chế độ này, về lèn đen này dùng cũng rất là ok. Đấy, chế độ ban đêm này thì là nó sẽ không còn cái hiện tượng là ám nhẹ này nữa. Đấy, các bác kể cả màn ám nặng thì các bác để về này này là ok nha các bác nhá. Samsung S8 này thì được trang bị là RAM của nó là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB, đầy đủ mọi chức năng, màn cong rất là sexy và đẹp. Viền cây này hơi xấu nha các bác nhá. Đây là viền xấu này. Thế nên là những cái cây này thì em thanh lý giá gọi là giá rẻ thôi, các bác về làm có ốp là ngon nha. Các cây này hiện tại thì cửa hàng em không có ốp. Đây, em thanh lý là 1.500.000. Tặng đầy đủ cho các bác là sạc cáp thôi các bác nhá. Và phí ship là 30.000. Những cái cây thanh lý này những nhiều khi những một cây này thì cửa hàng em không còn ốp. Cây nào có ốp thì em sẽ dán tặng cho các bác. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Samsung A12. Cây này thì bác nào cần pin trâu sóng khỏe thì các bác hoặc là trâu bò thì các bác dùng cây này rất ok. Cây này sắp hết pin rồi, còn 1% pin thôi. Cây này thì Samsung A12 được trang bị 2 sim 2 sóng, màn hình của nó là 6.7 inch. Cây này pin của nó 5.000 luôn các bác nhá. Nói chung viên pin này thì gọi là siêu trâu bò luôn. 2 sim 2 sóng, RAM 4/128GB. 4/128GB RAM. Đấy. Camera các kiểu ngon lành, nói chung pin rất là trâu. Cam trước này, nó sắp hết pin rồi, chắc nó sắp sập ngay bây giờ. Đấy, cam trước, cam sau. Đấy, cây này thì hiện tại thì em đang thanh lý là 2.650.000 nha các bác nhá. 2.650.000 tặng cho các bác dán màn hình, sạc cáp chính hãng và miễn phí tiền ship 30.000 nha các bác nhá. Tiền ship 30.000. Tiếp theo thì dòng Android em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Xiaomi. À đây, cây Samsung Note 8 này. Em đang có một cây Samsung Note 8 có 2.5 triệu thôi. Cây này thì RAM của nó là 6/64GB. Đây quay em quay hình thức cho các bác xem nhá. Hình thức của nó thì nó cũng hơi phẩy này. Đấy, phẩy viền. Máy thì nhà em có sao em bán thế, ví dụ phẩy thì em bán giá phẩy, mà đẹp thì em bán giá đẹp. Bình thường ví dụ như cây Note 8 này nó đẹp thì nó giá nó khoảng tầm 3.8-4 triệu loanh quanh giá đấy. Nhưng mà cây này em thanh lý có 2.5 triệu thôi, bởi vì hình thức nó xấu chứ còn nó chả làm sao cả. Cây này thì máy thì đầy đủ mọi chức năng này, hình thức vỏ viền hơi xấu tí này. Đấy, nói chung hơi phẩy các bác nhá, về làm của ốp là ngon lành. Màn hình thì xước kính nhẹ này. Các bác dán màn hình lại là hết thôi. Đây là màn hình nó xước kính nhẹ nha các bác nhá. Máy thì xước thì em bán giá xước, mà đẹp thì em bán giá đẹp. Đấy, tiền nào của đấy. Máy thì chất lượng máy ok hết các bác nhá. Riêng chất lượng máy bên trong thì là ok hết. Màn hình này, màn hình cũng tương đối là đẹp. Đấy, màn hình cũng tương đối là đẹp luôn các bác nhá. Nó cũng ám nhưng mà ám rất là nhẹ thôi. Cây này nó ám rất là nhẹ thôi các bác nhá. Nói chung là cây này thì đạt yêu cầu rồi. Màn hình trong cái phân khúc tầm giá như này rất là ok. Đấy, đây này em sẽ sau thăng không 6 thăng em cho các bác xem về cái màn hình. Đấy, màn hình cũng là khá là trong rồi các bác nhá. Rất là trong. Cây này thì chỉ có hình thức của nó hơi xước tí thôi, xước viền này. Đây nó hơi phẩy như này. Và màn hình của nó xoay nghiêng thì nó hơi xước xước tí này. Các bác về dán là đảm bảo là hết đến 80% cái xước này luôn các bác nhé. Các bác về dán màn hình lại ấy. Cây này thì em bán ra thì sẽ tặng cho các bác cái gì? Để em test chức năng cho các bác xem trước đã. Camera này, cam trước nhá, cam sau này, cam sau. Nói chung là những cái cây này thì vẫn dùng cũng rất là trâu. Nhiều bác thì không quá quan trọng về hình thức, các bác dùng những cây này cũng rất là mượt luôn và ngon nha các bác nhé. Có 2.5 triệu được bạc. Đấy, bỏ vài bữa ăn nhậu là mua được con Note 8 ngon này dùng rồi. RAM của nó là 64 6GB và bộ nhớ trong là 64GB, 2 sim 2 sóng hết các bác nhá. Cây này 2 sim 2 sóng, Samsung Note 8 đầy đủ mọi chức năng. Màn không có vết nào gọi là vết gọi là đốm niếc gì cả nha các bác nhá. Không có đốm niếc gì hết. Chỉ có hình thức nó hơi phẩy thôi. Cây này em thấy có 2.5 triệu. Đấy, rất là êm. Cây Samsung Note 8 cho các bác trải nghiệm. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác một cây Xiaomi. Cây này thì khách nó cầm đồ nhưng mà nó hơn một tháng rồi không lấy, em cầm này em thanh lý luôn.
Cây này là cây Xiaomi Lốt 9 Pro. RAM của nó là 6+2 trên 128GB. Và cây này em thanh lý cũng giá rất là êm, 2 triệu rưỡi luôn. Đấy, em không biết là thanh lý cái giá này nó rẻ hay đắt, nhưng mà thôi, cầm đồ rẻ thì em thanh lý giá rẻ cho các bác. Chứ bình thường cây này nó phải tầm 3 triệu đấy các bác nhá. Tại sao mà em thanh lý rẻ? Bởi vì những cái hàng em cầm đồ được rẻ thì em cũng thanh lý rẻ cho các bác. Xiaomi Lốt 6 Pro, Lốt 9 Pro các bác nhá. Xiaomi Redmi Lốt 9 Pro này, bộ nhớ trong là 128GB, RAM của nó cũng rất ok, RAM 6+2 nha các bác nhá. RAM là RAM gần như gọi là 8GB RAM ấy, 8/128GB RAM, Lốt 9 Pro. Cây này thì camera này 1x 2x này, cây này màn to, gọi đúng chất màn to, gọi là hai sim hai sóng, pin cực kỳ là trâu luôn. Kính cam của nó thì nó dạn một đường kính cam nha các bác, đây này, nó dạn một đường kính cam, nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của camera hết. Em sẽ quay camera đây, nó dạn một đường kính cam này. Thực ra kính cam này thay rất là đơn giản, chỉ có khoảng 30-40 nghìn là xong. Nếu các bác thích thì em sẽ thay cái kính cam này cho các bác, còn không thì em sẽ để nguyên như này các bác nhé, để nguyên zin như này. Đấy, kính cam nó một đường như này. Lưng của nó thì lưng nhựa thì nó hơi phẩy tí, máy thì zin đét thành đẹp luôn. Đấy, cây này em thanh lý rẻ 2 triệu rưỡi nha các bác nhá. Đảm bảo với các bác, Lốt 9 Pro này các bác không mua được ở đâu với cái giá 2 triệu rưỡi luôn. Cây này thì RAM của nó là 8/128GB, Lốt 9 Pro màn đẹp không có ám ố vết nào hết, hai sim hai sóng đầy đủ hết. Hiện tại thì cây này em thanh lý cho các bác là 2.500.000. Giá cực kỳ là rẻ nha các bác nhá. Nhân dịp mùng 2/9 thì em sale cho các bác giá gọi là giá êm luôn, để các bác lần đầu tiên được xem kênh của em thì các bác đặt hàng. Các bác nào mà mua kênh nào thì các bác quyết nhanh lên, ví dụ vì kênh xem trên này rất nhiều bác rồi. Xem xong cứ lưỡng lự xong là để tham khảo, đến cái lúc mà tham khảo chán này đến mấy tiếng sau hỏi lại thì em đã bán cho bác khác rồi. Thế nên các bác nào mà mua đặt hàng thì các bác phải quyết định nhanh lên nha các bác nhá. Đấy, dứt khoát lên. Mua cây nào thì các bác phải dứt khoát lên thì để quyết định. Giá thì nó cũng rất là rẻ thôi, loanh quanh chỉ có dưới 3 triệu, những cây em thanh lý đến giá toàn dưới 3 triệu rồi, nó cũng chả đáng là bao nhiêu, nó cũng gọi là tầm tiền của nó cũng thấp, nó không có gì mà mình phải đắn đo nhiều. Máy mua về để phục vụ mình. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cái dòng điện thoại Samsung S10. Cây này thì hàng này em mới về. S10 em mới về được 3 cây, một cây màu trắng, cây màu xanh và cây màu đen nha các bác nhá. Samsung S10. Máy này thì đánh giá cũng rất là ok. Hình thức thì được tầm 95%, hàng gọi là hàng phẩy đẹp. Hàng phẩy nhưng mà phẩy đẹp các bác nhá. Đây là ví dụ như nó phẩy linh tinh đấy, nó phẩy soi sát lại thì nó phẩy những cái vết gọi là lăn tăn nhỏ nhỏ này thôi. Bên ngoài thì nó viền của nó là viền bóng này nên nhìn cũng rất là khó. Khi mà mình quay lên video này thì mình quay cận cảnh như này thì nó nhìn nó còn thấy. Nếu bên ngoài thì các bác phải xoay căng mắt lên mà nhìn thì may ta mới thấy được các bác nhá. Đây em sẽ quay về cấu hình cho các bác xem. Màn hình thì cái dòng này thì màn nhà em về không có ám ố gì hết, máy thì zin nguyên bản luôn, nguyên cây các bác nhá. Samsung S10 phiên bản của Nhật. Đây S10 bản Nhật SC03L. Cái hay cái là của bản Nhật là nó chạy con chip Snapdragon. Đấy, nó chạy con chip Snapdragon 855 nha các bác nhá. Đấy, các bác nhiều bác rất là thích cái con chip này vì con chip này nó rất là mượt, nó không như kiểu cái con chip Exynos. Exynos thì thường là nó sẽ áp dụng ở trên cái máy bản Hàn và bản Việt. Bản Việt và bản Hàn thì nó sẽ hay dùng con chip Exynos. Còn những máy Mỹ và máy Nhật thì nó sẽ chạy con chip là Snapdragon. Con này thì S10 một sim, màn 6,1 inch. Đấy, màn Super AMOLED tràn viền như này, viền nó hơi bo cong nha các bác nhá. 6,1 inch. Cây này thì RAM của nó là RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, cây này dùng cũng rất là ok, mượt cực kỳ. Camera rất là nét nha các bác nhá, nhìn góc rộng này. Camera góc cũng rất là rộng này. Đây mới là cao góc rộng nhá. Camera 1x này. Đấy, 1x bình thường. Chụp này. Nét chưa các bác? Cây này thì, 2x này. Hiện tại thì cái dòng Samsung S10 này cửa hàng em thanh lý cho các bác là 4.300.000 một cây nha các bác nhá. 4.300.000 một cây, tặng cho các bác là sạc cáp và tiền ship thì đồng giá 30.000. Đấy, cây này thì ốp mới màn dán màn hình, các bác về tự dán nha các bác nhá. 4.300.000 một cây Samsung S10 cấu hình như này rất là ok. Bác nào yêu thích thì các bác cứ gọi điện cho em. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây Xiaomi K30 Pro. Cây này thì cũng rất là ok này, cây này đẹp 99%. Đẹp 99% nha các bác nhá. K30 Pro của Xiaomi. Xiaomi thì mấy năm gần đây thì nó gọi là nó phát triển như vũ bão rồi.
Cây này thì nó đang hết pin nên em không giới thiệu được nhiều, nhưng mà cây này thì RAM của nó là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB, màn hình là màn AMOLED và được trang bị con chip Snapdragon 865. Con chip này thì gọi là quá trâu bò rồi. Đối với trong cái mức giá mà tầm tiền cây này em thanh lý 5.4 triệu, mà trong cái mức giá 5.4 triệu này đố không thể tìm được một cây nào mà ngon hơn được cây Xiaomi K30 Pro này đâu các bạn nhá. K30 Pro này dùng rất là mượt, màn AMOLED 6.7 inch, to, 2 sim 2 sóng. Đấy, hình thức đẹp như này, em thanh lý 5.4 triệu thôi các bác nhá. Bác nào yêu thích thì các bác gọi điện cho em qua cái số điện thoại hotline em để trên màn hình đây. Em sẽ để xuyên suốt trong quá trình quay video. Tiếp theo thì trong dòng Android thì em giới thiệu đến các bác hai cây là hai cây Xiaomi, hai cây Samsung Note 10 Plus. Hai cây này thì hình thức đẹp tầm 98%, đây em sẽ quay từng cây một cho các bác xem. Cây này thì hình thức đẹp 98% nha các bác nha, đây này. Đấy, các bác nhìn bóng nhoáng luôn. Samsung Note 10 Plus này em bán là trong những cái hàng mà em bán rất là chạy của cửa hàng em. Đấy, Samsung Note 10 Plus, cây này thì nó bị cấn một tí ti ở đây, nói chung một cấn một tí ti thôi. Các bác nhìn kỹ thì thấy. Đấy các bác nhá. Khi bán ra thì lưng nước đẹp này. Nói chung hình thức cây này đẹp tầm 98%, zin nguyên bản 100% luôn. Samsung Note 10 Plus được trang bị kích thước màn hình của nó là 6.8 inch, màn hình là màn AMOLED tràn viền như các bác nhá. AMOLED tràn viền như này. Hiện tại thì cây này cấu hình của nó là RAM 12GB và bộ nhớ trong là 256GB. Đấy, với cái cấu hình này thì các bác cân mọi tác vụ luôn. Pin 4300 đây các bác nhá. Hai sim hai sóng đầy đủ hết mọi chức năng. Camera này rất là mượt và nét. Đầy đủ bút S Pen như các bác nhá. Bút S Pen các kiểu vẽ vời linh tinh ok hết. Thì hiện tại thì cây này em thanh lý cho các bác là 7.300.000. 7.300.000 Samsung Note 10 Plus nha các bác nhá. Bác nào yêu thích cái dòng Samsung Note 10 này thì các bác có thể đặt hàng bên em. Bên em hiện tại thì còn hai cây, máy thì tiền nào của đấy thôi, chất lượng máy thì là tất rất là ok, full tất cả mọi chức năng. Riêng cái dòng Note 10 Plus này bán ra em sẽ dán sẵn màn hình cho các bác và tặng cho các bác đầy đủ ốp lưng. Đấy, sạc cáp chính hãng, sạc cáp nhanh nha các bác nhá. Và tiền ship thì đồng giá 30.000 tiền ship. Đấy. Samsung Note 10 Plus em có hai cây, một cây này thì nó bị cấn nhẹ một tí ti chỗ này, đây nó xước nhẹ một cái tí góc này. Đấy, máy thì có sao thì em báo luôn. Còn một cây này thì viền viếc đẹp hết tất cả mọi chỗ. Đây, cây này thì viền đẹp hết mọi chỗ nha các bác nhá. Để em quay rất là sát cho các bác nhìn này. Các bác nhìn cái máy sướng chưa, sướng mắt chưa? Đấy, viền xước hết. Đấy, như mỗi cái kính lưng của nó thì có một xước một cái đường kính lưng như này thôi. Đấy, thì em thì đồng giá là 7.300.000 nha các bác nhá. Kính lưng nó bị xước một cái đường rất là mờ như này. Nói chung là chúng ta dùng ốp vào thì nó cũng không thấy đâu, nhưng mà máy thì có sao thì em báo cho các bác luôn để các bác dễ dàng lựa chọn. Đấy, trên video này thì đa phần em bán cho các bác ở xa là chính nên là em phải quay rất là kỹ. Còn nếu trừ khi là các bác qua trực tiếp cửa hàng thì các bác xem thì nó các bác thấy ngay, nhưng mà khi mà em gửi đi cho các bác là em phải quay rất là kỹ chỗ nào như nào thì em phải báo luôn để các bác nhận phát là các bác biết từ máy như nào, rồi gần như xem video để em quay rất là kỹ rồi. Đấy, nên là bác khi bác quyết định mua là nhận máy thì máy như nào thì nhận đúng như thế luôn. Camera các kiểu ngon lành, bút biết ok hết, full tất cả nha các bác nhá. Cây này em thanh lý cho các bác 7.300.000, Note 10 Plus. Đây này, Note 10 Plus 6.8 inch, kích thước màn hình của nó rất là đẹp. Đấy, 6.8 inch nha các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác cái dòng điện thoại iPhone. iPhone thì em có một cây iPhone 7 Plus đâu nhỉ? Để em tìm cho các bác cây iPhone 7 Plus, em mới cầm đồ của khách, em thanh lý cho các bác cây này. Để em sẽ đợi một tí. À đây. Có. Cây này để ngay trên đây đây. Em giới thiệu đến các bác một cây iPhone 7 Plus nha các bác nhé. Cây này thì mới cầm đồ của khách, nhưng mà khách vứt lâu ngày quá không lấy, em thanh lý luôn. Đấy, nghĩa là khách qua cầm đồ cửa hàng em thì em thanh lý luôn cây này nha các bác nhé. iPhone 7 Plus bản quốc tế 32GB. Đấy, cây này thì pin của nó đang là pin zin 85%. Hình thức đây, hình thức thì cây này được tầm 90-95% nha các bác nhé. Nói chung là như này cũng rất là ok rồi. Vỏ thì vỏ zin, vỏ zin 90-95% hình thức. Đấy, iPhone 7 Plus này thì một trong những cái điện thoại gọi là rất là trâu bò luôn. Không hiểu sao cái dòng này iPhone nó sản xuất lại trâu như thế. Cây này thì bản quốc tế 32GB. Tất cả những cái máy nào đã là quốc tế thì em bao chọn đời là máy quốc tế cho các bác. iPhone 7 Plus 32GB này.
tình trạng pin. Hiện tại đang là pin zin 85% nha các bác nhá. Cây này cầm đồ khách không đấy, thanh lý luôn. Đấy. Vân tay này. Đấy, vân tay tay này không được nhá. Nhưng tay này em cài vân tay này, phát nhận ngay nhá. Camera này. 1x, 2x, đấy, camera. Đấy, cam trước này. Nét căng luôn. Cái dòng điện thoại 7 Plus này dùng rất là bền. Các bác về dùng tầm ít nhất phải 3 năm nữa luôn các bác nhá. 3 năm nữa luôn. Cây Samsung 7 Plus này. Thì hiện tại thì cây này em thanh lý là 3.200.000 nha các bác nhá. 3.200.000 cho một cây iPhone 7 Plus. Đấy, giá rất là rẻ luôn. Bình thường cây này ít nhất phải 3.600.000, 3.700.000. Nhưng cửa hàng em hiện tại thì nhân dịp mùng 2 tháng 9 em thanh lý 3.200.000. Với cả cái cây này thì em cầm đồ của khách, thì những cái cây máy cầm đồ thì em thường cầm với cái giá nó sẽ rẻ hơn là cái giá mà em thâu vào. Thì giá rẻ hơn thì em cầm rẻ thì em sẽ bán cho các bác rẻ thôi. 3.200.000, máy full tất cả mọi chức năng luôn, tặng cho các bác dán màn hình, ốp lưng cường lực, sạc cáp đầy đủ hết các bác nhá. Tiền ship đồng giá 30.000. Tiếp theo thì cái dòng điện thoại iPhone thì em xem cửa hàng em còn hai cây iPhone 8 này, hai cây này thì em cũng sell lốt. Hai cây iPhone 8 nhỏ bản quốc tế 64GB. Cây này thì pin zin 83%, cây này pin 100% pin mới nha các bác nhá. Pin nhớ mới nha em thì toàn thay pin EU thôi. Thay pin xịn nhất trong các dòng pin thay. Thường thì khi mà thay pin thì các bác cứ thay khoảng pin Pisen hoặc pin EU là hai pin xịn ngon nhất nha các bác nhá. Đây là gọi là chất lượng máy thì không ảnh hưởng gì. Cây này thì bản quốc tế 64GB, máy quốc tế thì đương nhiên nhà em sẽ bao quốc tế chọn đời máy cho các bác. Pin hiện tại đang là pin pin zin 83%, cây màu đen này các bác nhá. Em có một cây pin 100% nữa. Thì hiện tại em đã thay lý đồng giá là 3.200.000 một cây iPhone 8. Cây iPhone 8 này gọi dùng rất là mượt rồi. Cái dòng này thì gọi cực kỳ là trâu nha các bác nhá. iPhone 8 quốc tế 64GB này. Camera em quay nhanh cho các bác xem vì thời lượng video đến đây nó cũng khá là dài rồi. Cây này em thanh lý 3.200.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone XS này. Cây này là bản quốc tế 64GB, Face ID các kiểu đầy đủ này. Bản 64GB máy quốc tế nhá. Đây, 64GB, pin 100%. Các bác lựa chọn những cây này rất là ok. Pin 100%, pin zin, hình thức đẹp 95%. Máy không có móp méo chỗ nào hết. Đây, bên dưới chỗ này thì hơi phẩy một tí thôi. 64GB, cây này em thanh lý 5.900.000 iPhone XS nha các bác nhá, 5.900.000. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây iPhone 11 128GB, cây này pin zin 90%, full tất cả mọi chức năng, hình thức đẹp tầm 98% nha các bác nhá. Đấy, iPhone 11 màu đen này, 98%. 11 này thì nó sẽ dùng được 2 SIM 2 sóng, và từ iPhone XS XR trở lên thì nó sẽ dùng được 2 SIM 2 sóng hết các bác nhá. iPhone 11 và dòng iPhone nhà em bán đi thì em sẽ cài iCloud vào như này. Em gửi đi cho các bác nhé, các bác sẽ không bấm được vào đây. Sau khi các bác thanh toán tiền xong thì bên em sẽ gỡ từ xa cho các bác. Đấy, rất là đơn giản. Bên em để ship trên toàn quốc luôn. iPhone 11 bản quốc tế 128GB. Cây này pin của nó đang là 90% nhé các bác nhá. Đây, 90%. Hiện tại thì em thanh lý cây này là 9.300.000. Bác nào quan tâm thì các bác gọi điện cho em ship trên toàn quốc luôn. iPhone 11 zin nguyên bản, main zin, màn zin, pin zin. Đấy, iPhone 11 nhá, 2 SIM 2 sóng, camera rất là led này. Camera rất là led, góc rộng, góc hẹp đầy đủ hết các bác nhá. Nói chung là Face ID các kiểu đầy đủ, em test rất là kỹ. Loa mic các kiểu em test phải nghe là ngon lành thì em mới gửi đến tay các bác. Tiếp theo thì trong dòng 11 thì em có hai cây này là hai cây iPhone 11 bản quốc tế 64GB. Cây này em thanh lý có 8.200.000 thôi các bác nhá. 8.200.000, zin nguyên bản đến từng ngón ốc luôn. Đấy, hiện tại thì hai cây này là máy quốc tế 64GB, một cây màu đen và một cây màu đỏ. Bác nào yêu thích cây nào thì em sẽ gửi cho các bác cây đấy. Đây, cây màu đen, cây màu đỏ nhá. iPhone 11 bản quốc tế 64GB này. Cây này là máy 64GB bản quốc tế Mỹ. Hiện tại thì pin đang là 84%. Cây này hiện tại em thanh lý cho các bác là 8.200.000 nha các bác nhá. Một cây màu đen, một cây màu đỏ, ship trên toàn quốc luôn. Bác nào yêu thích cây nào thì em sẽ gửi cho các bác cây đấy. Ship trên toàn quốc luôn nha các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác hai cây cuối cùng là hai cây 11 Pro Max. Hai cây này thì hôm nay em sẽ giảm giá xuống để cho các bác lựa chọn. Hai cây iPhone 11 Pro Max bản quốc tế 64GB, một cây màu trắng, một cây màu đen, hình thức đẹp 98%, zin nguyên bản luôn. Đấy, một cây màu trắng, một cây màu đen nha các bác nhá. Cây một cây màu xanh, xanh đen, cây màu xanh này thì rất là ok. Face ID một phát là nhận ngay này. Bản quốc tế iPhone 11 bản Mỹ 64GB, máy quốc tế. Máy quốc tế thì bên em sẽ bao quốc tế trọn đời và cây này sẽ bao main zin, màn zin, pin zin cho các bác. 91% pin. Đấy, camera này.
2X RAM trước. 11 này thì là một trong những dòng điện thoại 3 mắt rất là đẹp. 11 Pro Max nha các bác nhá. Dòng điện thoại 3 mắt rất là đẹp luôn. Cực kỳ là đẹp luôn, các bác nhìn cái máy rất là đẹp và sướng này. Đấy. Thì hai cây này em thanh lý cho các bác là 12.200.000 nha các bác nhá. 12.200.000 một cây iPhone 11 Pro Max. Một cây màu trắng và một cây màu xanh đen. Đấy, bác nào yêu thích thì các bác gọi điện cho em. Thì hôm nay thì em giới thiệu đến các bác như thế thôi. Bác nào mà quan tâm cây nào thì các bác gọi điện cho cửa hàng em qua cái số điện thoại hotline em để trên màn hình 0911003229. Bác nào chưa đăng ký kênh, các bác bấm vào đăng ký kênh các bác nhé. Đấy, bên em thì chuyên phân phối các dòng điện thoại thanh lý giá rẻ cho các bác với chất lượng là rất là ok. Những cái cây máy về em test rất là kỹ. Đấy, thanh lý giá rẻ nhưng mà hàng cũng rất là ok nhé các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng 111 Triều Khúc, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nếu đây là lần đầu tiên các bác biết đến kênh của em thì cho em một nút đăng ký kênh và một nút bật thông báo lên thì để theo dõi. Bên em thì bán cho các bác gọi là rất là nhiều rồi, nhưng mà bác nào chưa biết đến thì các bác có thể xem để đặt hàng ủng hộ em nhé các bác nhé. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.